chúng muốn là các cháu sẽ được hình thành bốn hàng, bốn hàng có ba bạn. Các cháu sẽ ngồi thành bốn hàng có ba bạn. Các cháu ngồi ngồi cách nhau ra nào, ngồi cách nhau ra, ngồi cách xa nhau ra. Sau đây các câu hỏi của chú thì sẽ không có trên màn hình, nên các cháu phải thật sự tập trung và nghe kỹ câu hỏi. Xin chào các bạn cổ động viên và các bạn thí sinh đã thi xong rồi thì mình giữ yên lặng để các bạn đang thi nghe rõ câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên của chú ấy thì sẽ không có phương án cho các cháu lựa chọn, nhưng là sẽ có con số để các cháu biết. Các cháu nghe kỹ câu hỏi nhá. Các cháu sẽ phải tự nghĩ ra con số để biết đấy. Độ tuổi nào bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông? Hai câu hỏi một chú hỏi theo dễ nghĩa hơn nhá. Từ đủ bao nhiêu tuổi thì bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông? Chỉ biết bốn số thôi thì chú hỏi con số mà. Như vậy là các cháu đã có câu trả lời rồi. Chú thông báo đáp án luôn nhé. Đáp án là 6 tuổi. Tất cả các bạn nào có đáp án là thứ 6 thì tiếp tục ngồi. Các bạn nào không có đáp án thứ 6 thì đứng lên. Đứng lên ngay trên này nào. Đứng lên ngay trên này nào. Như vậy là chỉ còn 6 bạn thí sinh này là những bạn thí sinh xuất sắc nhất cho đến thời điểm này rồi. Cái câu hỏi tiếp theo của chú ấy thì thực sự là một câu hỏi rất khó. Chú hy vọng ấy là các cháu nghe rõ câu hỏi và thêm một chút may mắn nữa và suy luận thì sẽ có được cái câu trả lời.
như các cháu đã biết đấy, thì là người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy chỉ được phép chở sau và một người lớn. Ngoài ra thì có ba trường hợp được chở thêm, đấy là trường thứ nhất là chở người đi cấp cứu, thứ hai là chở người áp giải người phạm tội, và thứ ba là được phép chở trên xe thêm một trẻ em. Và câu hỏi của chú là trẻ em ở trên xe phải đảm bảo dưới bao nhiêu tuổi?
yêu cầu ban tổ chức đọc thời gian. Các bạn ghi số 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 các bạn